Hello, xin chào mừng các bạn nha. Hôm nay là đến với ngôi nhà hạnh phúc của mình tại giải Bia Game Show Việt toàn quốc mùa 2 Cúp C2 năm 2021 tại nhà. Và nhưng mà năm nay giải đấu cũng đã đặt cho tên là Cúp C3, một giải đấu coi là uy tín nhất được theo điều lệ của ban chương trình, ban sản xuất chương trình thể thao kể từ năm nay đến khi mà giải UEFA Champions League và Real Madrid sẽ được khởi tranh mùa giải 2021-2022, đó là ngày 14 tháng 9, và hy vọng rằng chúng ta không phải trong những xe quý hàng ngày càng thú vị hơn. Chúng ta sẽ còn hai trường trong khuôn khổ, chúng ta đang sẽ tiếp tục với một cấp độ khó khăn hơn, đó là vòng 1/8, và những trường đại học thôi. Chúng ta chỉ còn là một trường cơ sở, một trường trung học phổ thông thôi. Còn lại được sao thì chúng ta chỉ còn hai trường đến từ đất nông ở mỗi tỉnh thành khác nhau hoặc là mỗi thành phố khác nhau cũng được, mỗi xã cũng được. Chúng ta sẽ đến với cặp đấu giữa Đại học Nha Trang và Nha Trang, một đội khá là cao, đối đầu với trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Trường Nguyễn Du hiện vẫn chưa đồ có đến bao giờ bị loại, và hiện tại bây giờ đang có một trong những gì mà trường Nguyễn Du sẽ gặp khó khăn hơn. Hy vọng chúc cho Nguyễn Phá Vi sẽ có mặt ở tứ kết, và hôm nay sẽ dự đoán đáng kể hơn. Rồi em sẽ qua bên giữa chút. Ok, ai sẽ chiến thắng này để có mặt ở vòng tứ kết? Vòng tứ kết đó sẽ còn tiền thưởng rất là cao. Chung kết ai sẽ là vô địch sẽ nhận khoản trị giá 100 triệu đồng. Này sẽ là tập tiếp theo, là 49 rồi. Tập 49 đến với một giải đấu khá là xem trọng. Hôm nay ra là ngày 9/9 rồi ha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Và hôm nay thì dịch bệnh, nhưng mà ngoài ở bên ngoài cái xã hội này, các bạn nhớ không nên ra ngoài, phải ở trong nhà nếu có sự cần thiết, tuân thủ chỉ thị 16 của chính phủ và không nên ra ngoài. Và các bạn hy vọng rằng đây sẽ đi qua, thì sau đó thành phố sẽ có trở lại bình yên bình thường. Chúng ta sẽ tiếp tục, chỉ còn hai trường, trường học cơ sở Nguyễn Du, trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Và hy vọng rằng Nguyễn Chí Thanh năm một ngày sôi động chắc chắn thì hứa hẹn sẽ còn về một số điểm thưởng cao. Ok, chúng ta bắt đầu. Hôm nay sẽ từ từ đạp Nha Trang bắt đầu, sẽ gieo xem được bao nhiêu điểm. Wow, thả từ cầu cao quá nhanh mà bây giờ đo lại điểm như thế này rồi, quá tệ. Nhưng mà ta chỉ là một trong những dự đoán chính xác thôi, nó chỉ là một số con số ngẫu nhiên thôi. Thả từ 1, 2 đến 6 rồi, rồi trường Minh Du đạp cho Trang có 1 điểm rồi. Đáng lòng thì thôi đi xem. Trường Minh Du này xem. Đây, mới có tí xíu rồi mà ra ghi cho mình 6 điểm rồi các bạn. Rất là tuyệt vời. Vậy bà trường Nguyễn Du sẽ đi trước nha. Rồi, cái cây này nha các bạn ơi. Đây, cây này có chữ nhỏ đây nè, trường Nguyễn Du này. Chúng ta còn hai trường thôi các bạn. Có trường Đại học Gia Sinh Đà Lạt cũng đã vào vòng trong, vừa qua đội trường màu non không tuyệt vời. Ở vòng 2, vòng 1/16 đà đang tiếp tục ở vòng 1/8 là vòng 3 đấy. Ok, anh sẽ có mặt ở tứ kết rồi, phải từ từ cẩn thận. Cái bàn tương đối khá là rộng, rộng lắm. Thả vừa lòng. Ok, xong. Đối thủ là Đại học Nha Trang, có cái phông chữ, xin nhắc lại đi, có cái phông chữ màu to đấy, to bùng khổng lồ. Rồi, từ từ. Hôm nay có tất cả khoảng trường này thôi, rất khó đấy. Này đi chơi từ từ, thời gian thì vẫn còn.
Trời ơi, đẳng cấp quá, chưa thành công. Chiều vô một cơ sở Mỹ Du. Đây, đây sẽ là một trong những kết quả bất ngờ, có hay không? Quá chuẩn, tỷ số là 1-0, rất chính xác. Xin chúc mừng, hy vọng mình sau khi sẽ cùng nhau có mặt ở tứ kết cúp C1 và ở giải bao bia đem sâu biển mùa hè năm 2021 ở trong 9 ngày vừa rồi. Chiến thắng của quê này thuộc về The Hero, hành đường đối hành trường sẽ đối đầu với The Hero đây. Quá là thuyết phục. Chưa thể nào, nhưng mà tinh thần này vẫn đã lại bắn liên tục, bắn tầm 7. Tiếp theo trường Đại học Nha Trang, trường này đến từ Khánh Hòa. Wow, tuyệt vời, cũng được, ok. Rồi, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, cố gắng bình tĩnh để khoảng cách để nghi một chút. Đó là đội trường Nguyễn Du, bây giờ Đại học Nha Trang. Để xem. Rồi, từ từ. Các bạn ơi, một chút xíu nữa rồi. Trời ơi, mình tưởng đâu à, đội Đại học Nha Trang đã bắn quá là mạnh luôn. Trời ơi, ngay một số trận đấu hôm kia cũng vậy thôi. Một số đội thì bắn như con thỏ, như con vẹt, mà không có một chút kỹ suy nghĩ được. Bây giờ mà bắn như thế này, vừa bắn bóng đi quá mạnh luôn, trời ơi. Đáng tiếc, nhưng mà đọc cho trang chút xíu nữa là tỷ số 1-1 rồi, trời ơi, rất đáng tiếc. Không thể nào, tiếp tục. Hình như bên này, bên đó hả? Ok, wow, tuyệt vời. Đó là mình vô đã thực hiện một bài tập xong. Ok, cứ cố gắng bình tĩnh. Rồi, từ từ. Ok, đó là Đại học Nha Trang, bây giờ là trường Nguyễn Du. Bên nào đây? Bên này hử? Hôm nay sẽ là một trong những màn giai điệu ngọt ngào để từ gấm hả? Hôm nay sẽ chơi giọng gấm cam mì đây. Vì kỹ thuật bắn 4 mì xuống dưới lỗ này rất là tuyệt vời. Mình top trend đi nè, hay hơn. Đấy, chuẩn bị vô để xem. Quá mạnh luôn. Chưa có điểm số luôn. Ok, đây, đạp như trang. Rất nhẹ nhàng. Và điểm số được cân bằng 1-1. Sau hơn thời gian lại bị băng bay tới đây luôn rồi. Má mạnh luôn. Một đều cho Đại học Nha Trang. Ok, tiếp tục. Đại học Nha Trang thực hiện vẫn sẽ lần tiếp theo. Quá. Điểm cho chưa thể có điểm số thứ hai dành cho Đại học Nha Trang được. Bây giờ là đại học trường Nguyễn Du, hãy cố gắng. Quá nhẹ nhàng, và điểm số thứ hai đó thuộc về trường Nguyễn Du. Một câu trả lời hoàn toàn là đúng đắn. 2-1, tiếp tục, trường Nguyễn Du sẽ thực hiện. Cố gắng bình tĩnh, từ từ, chỉ cần bắn nhẹ nhàng có điểm thôi là đúng. Đáng ra mà tới đây mà bị chúng nghe bị này. Ok, rồi xong, tiếp tục. Đọc Nha Trang,
cần một điểm mà coi được thôi. 2 điều dành cho đại học gia trang, quá tuyệt vời. Trời ơi, mà còn cách xa đến nay mà được luôn. Trời ơi, wow. Kỷ lục rồi, cái Gami rồi các bạn ơi. Bóng mà còn cách xa đến này luôn, cái Gami chưa làm được luôn. Ui, rồi tiếp tục. Điểm số thứ 3 có hay không? Ai cũng xong bộ hết đây. Không. Chưa. Ok. Nói chung giờ tạm vui thôi. Nguyễn Du, ai bên đều đi cho đi điểm cùng một lúc. À, từ từ, ok, đầu ra. Rồi chị Nguyễn Du đã làm xong. Điểm số là 2 đều. Ở đây xem. Rồi như là bên này đi. Sau bên này chắc bên này cũng được luôn ha, được. Rồi ra, chú ý ra. Đã sẽ là bếp mình đang dí dành cho đạp nha cha Khánh Hòa. Được rồi, được ra rồi. Thôi đỡ rồi. Ok. Tiếp theo trường Nguyễn Du. Để xem. Vẫn chưa qua điểm số thứ 3 được. Rất đáng tiếc. Câu trả lời của đạp nha cha. Rồi. Vẫn mạnh chứ thường chưa điểm số qua được. Tấm lòng. Thôi không được đâu. Để bán vào vị trí này. Dù sẽ bán vào vị trí này. Hai trường đang có điểm số bằng nhau. Nếu mà đáng ra thì thôi để đây. Nhưng mà không thể nào cho BB này bắn được bên này. Và đội sẽ bắn vào vị trí này. Còn BB này thì xì từ nha. Để hiện tại ở đó. Rồi, ok. Trừ 1 điểm dành cho trường Nguyễn Du. Vậy là mất đi 2 điểm xuống 1 điểm. Nhường cho đồ Huy Đạp Nha Trang thực hiện. Khi đã bị xuống thì khi đã bị một viên đi chăng xuống thì cho Như xong. Rồi ok. Ai không được. Được hay không thì tùy thôi. Rồi ok. Hoàn hảo đấy. Rồi bây giờ là câu trả lời của trường Nguyễn Du. Lần này thì bị trụ 1 điểm. Bây giờ mới có điểm số hòa này, 2 điều. Để xem. Quá dễ ẹt, bây giờ không thế này á. Còn bằng cả đại học Nha Trang luôn. Vẫn mạnh như thường, bây giờ chưa có điểm số thứ ba được. Trên cho trường Nguyễn Du. Đánh thiết. Này. Ok, quá tuyệt vời. Ông là trường Đạo Nha Trang. Bây giờ là trường Nguyễn Du. Trường cho học cơ sở Nguyễn Du đấy. Hôm nay là tình hình dịch cho nên là phải dập online chắc chắn rồi. Từ từ để xích qua đây. Như mới báo. Nó báo bị nhiễu rồi. Để xíu. Rồi ok. Coi bao nhiêu phần trăm nha. 12 rồi để sạc pin đã. Để tiếp theo là trường Nguyễn Du thực hiện nha, đợi xíu. Để nó lấy sạc nhà pin.
đây đầu ra rồi sạc pin rồi. Đây lúc này là một trong những căn phòng khá đẹp rồi mà chúng mình là phải chia tay chúng mình hợp đồng. Tôi đạp cái viết nhé. Ok. Hồ Chí Minh. Đợi xíu nha. Bên này. Rồi. Đó. Ok. Rồi. Rồi tiếp tục là cho đội Trường Nguyễn Du. Bắt đầu. Thì số là 2-1, 2 đều. Lấy lại cho một cái chiến thắng đúng đắn. Rồi ok, hơi khó. Qua một cái quá là 2. Để xem đẳng cấp nha. Đấy, 3-2. Đã có điểm số 3 dành cho Đại học Nha Trang. Rồi hơi nhẹ và vẫn chưa có trúng được quả nào. Ok. Cái trường ví dụ. Wow, 3 đều. Vậy là coi như đã rất là nóng lòng. 3 đều. Rồi. Lại không bên này nè. Bên này dễ ép mà. Đấy 3-4 quá dễ mà đúng không, cực kỳ dễ. 4-3 mình cho trường Vĩnh Du. Trường đâu gì nhiều bà nhiều bằng thắng đáng chú ý hơn. 5-3. Vậy là kỷ lục hat-trick đã một về trường Trung học cơ sở Vĩnh Du rồi. Rồi chỉ còn lại là 6 viên. Ok. Xin qua chút. Rồi. Đến được. Trừ điểm này đó. Ok, điểm số là đẹp như trang là 3, Duy Nguyễn Du thì 5. Để coi. Điểm số thứ 6, 6 điểm do trường Nguyễn Du. Điểm số thứ 7-7-3. Qua wow, một kỷ lục đáng nhớ dành cho trường Nguyễn Du chúng ta. Hat-trick lần thứ 2. Vậy là 6 lần của hat-trick rồi. 8-3 trường Nguyễn Du. Ok. Chắc chắn là trường Nguyễn Du sẽ có mặt ở vòng tứ kết rồi. Chúc mừng nha. Chưa được. Đào Nha Trang vẫn chưa thấy thành công. Rồi chú ý vô. Vẫn lại đi một dọc. Rồi đây là để lượt của Đạp Nha Trang nhé. 4 điểm 48. Rất dễ dàng. Chỉ bảy bảy thôi. Vẫn nhẹ hơn. Chưa thể nào được. Trường Nguyễn Du.
ở Nha Trang. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Quá nhẹ nhàng và điểm số ra thứ 9. 93. Chưa được gần xuống lỗ rồi. Chỉ một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Ok. Chiều mình vô lần thứ 3. Nè, cái mặt này nè. Ôi, cảm ơn nha các bạn theo dõi. Cúp xe 2 đi ra cho xe điện tổng quốc 2021 và chủ nhân thắng về chủ nhân vô lần thứ 3 có mặt ở vòng tứ kết. Vậy là chúng ta là trong chủ nhân xuất sắc nhất trường nhà chúng mọi người sẽ bị vui đắc ở lớp nông và phải nói lời chia tay với một địa điểm du lịch, đó là Nha Trang, là Nha Trang Khánh Hòa. Một địa điểm du lịch bạn nhiều con vậy sao, một địa điểm du lịch thú vị của quê này, dân xem càng cao hơn. Và với một trong những địa điểm cho nó thông cảnh là nổi tiếng, một trong những bài điểm đẹp nhất đã mình đã đi, ta phải nên chia tay Đại học Nha Trang và trường trung học cơ sở Nguyễn Du sẽ có đối mặt với những một cách khó khăn hơn và sẽ trở về sân nhà của mình từ giai đoạn tứ kết. Và ta sẽ được tiếp tục với đối thủ tiếp theo sẽ là ai ở trong những tập sau của chương trình. Đừng quên hãy giữ của mình đối không dịch 5K để đảm bảo an toàn trước đại dịch và dự sáng sớm được cải thiện kịp thời.